Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 14. Ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng nay ngày 30 tháng 11, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị điều tra vụ tài xế chạy xe quá tải làm gãy nhịp giữa cầu Thiên Hộ, thị trấn Thiên Hộ. Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 15 tối qua ngày 29 tháng 11, tài xế Nguyễn Văn Thuận, 42 tuổi, chạy xe tải chở 15 tấn lúa qua cầu hướng từ Đồng Tháp đi Tiền Giang. Chiếc xe tải loại Hino vượt quá tải trọng thiết kế cầu, nhưng tài xế đã liều lĩnh điều khiển cho xe đi qua khiến cây cầu và chiếc xe đổ ụp. Chiếc xe tải cũng rơi theo xuống sông. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng thiệt hại tài sản là khá lớn. Cách đó khoảng 3 km trên tuyến này có cầu Thiên Hộ mới, vì thế các phương tiện di chuyển sang cầu này nên không gây ách tắc giao thông đường bộ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều qua ngày 29 tháng 11 tại cao tốc Lào Cai, Hà Nội, gần nút giao Sai Nga thuộc địa phận Cẩm Khê, Phú Thọ. Một số nhân chứng xe khách limousine 16 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội chở hành khách lưu thông theo hướng từ Lào Cai đi Hà Nội. Khi tới địa phận Cẩm Khê thì đâm vào đuôi xe container di chuyển cùng chiều. Vụ việc khiến nhiều hành khách trên chiếc xe limousine bị mắc kẹt bên trong. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, hiện chưa rõ thương vong trong vụ tai nạn trên. Sau khi tông hai bố con xe máy tử vong, tài xế ô tô gây tai nạn hiện đã ra trình diện. Tài xế điều khiển xe ô tô con mang biển kiểm soát 20A38440 trong vụ tai nạn là Bùi Văn Nam, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, khoảng 12 giờ 40 ngày 29 tháng 11, một người đàn ông 41 tuổi điều khiển xe máy chở con trai 12 tuổi di chuyển trên quốc lộ 3C hướng về Bắc Cạn. Khi đi đến thị trấn Chợ Chu, xe máy bất ngờ bị chiếc ô tô con do tài xế Nam đi hướng ngược lại đâm trực diện. Hậu quả khiến hai bố con tử vong, một người bay lên nóc nhà. Dù được người dân địa phương và lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ cứu nạn, nhưng cháu bé 12 tuổi đã tử vong tại bệnh viện. Bước đầu cơ quan xác định Bùi Văn Nam chưa có giấy phép lái xe ô tô, chiếc xe do Nam mượn để đi dự tiệc khai trương gần đó và có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển chiếc xe ô tô. Ngày 30 tháng 11, Công an huyện Càng Long, Trà Vinh phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 60. Hơn 8 giờ sáng nay, xe khách biển số Trà Vinh do tài xế Tăng Thanh Phong, 41 tuổi chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về Trà Vinh. Khi qua khỏi cầu Cổ Chiên khoảng 10 km, đến xã Bình Phú đã tông trực diện với xe bồn do tài xế Đỗ Văn Đức, ngụ tại Tiền Giang cầm lái chạy chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh, cả hai tiếp tục lao tới tâm sập hàng rào nhà dân và cán hàng loạt xe máy của nhóm thợ hồ đỗ để làm việc gần đó. Sau cú va chạm, phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng, tài xế xe khách cùng 5 người trên xe bị thương nhẹ được đưa đến trạm y tế xã. Ngày hôm nay, Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đang truy tìm nhóm người điều khiển một chiếc xe ô tô, hai chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy vào đường cấm trong khu phố cổ Hội An. Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền tấm ảnh chụp chiếc xe ô tô 4 chỗ hạng sang cùng hai mô tô phân khối lớn di chuyển vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng lại trước di tích chùa Cầu. Trước hình ảnh hết sức phản cảm này, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc cho rằng những người điều khiển xe mô tô và ô tô là thiếu ý thức khi ngang nhiên đi vào phố cổ dù tại các tuyến đường đều đã có biển cấm. Hiện lực lượng chức năng đã trích xuất camera và làm việc với người dân địa phương để sớm truy ra các xe vi phạm. Thưa quý vị, đường Nha Trang đi Đà Lạt được thông tuyến sau gần 6 giờ bị chia cắt do gần 2.000 mét khối đất đá trên đèo Khánh Lê sạt lở. Cụ thể, trưa nay, lượng đất đá nằm chắn trên quốc lộ 27C huyện Khánh Vĩnh đã được dọn dẹp thông tuyến từ 22 giờ 30 phút hôm qua. Hiện khu vực đèo Khánh Lê vẫn mưa, tầm nhìn bị hạn chế, nước từ trên núi chảy xuống đường mạnh, lực lượng chức năng phải đặt cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn các xe qua lại. Các xe chạy qua điểm sạt lở với tốc độ là từ 30 đến 40 km/h. Quốc lộ 27C dài hơn 120 km nối thành phố Nha Trang, Đà Lạt. Trong đó, đoạn đèo Khánh Lê dài 33 km có nhiều đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu, có nơi 300 m. Tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ sạt lở.
Trong khi đó, nhiều đoạn trên tuyến đường DT-647 nối Phú Yên, Gia Lai cũng bị sạt lở với hơn 400 mét khối đất đá, khiến ô tô không thể đi qua. Huyện Đồng Xuân của Phú Yên đã cảnh báo nguy hiểm và đang huy động xe cơ để xử lý. Tính trung bình mỗi tháng, Trung tâm Chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu Hà Nội xử phạt hơn 1.000 trường hợp với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ, sai làn, dừng đỗ, thu số tiền trên 1 tỷ đồng. Từ tháng 11 năm 2019 đến nay, gần 16.000 tài xế ở Hà Nội bị phạt nguội qua hệ thống camera giao thông với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ, sai làn, dừng đỗ. Tính trung bình mỗi tháng, Trung tâm Chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu xử phạt hơn 1.000 trường hợp với số tiền trên 1 tỷ đồng. Việc xử phạt nguội ở Hà Nội được thí điểm từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, trong năm nay, số lượng người đến nộp phạt tăng cao gấp nhiều lần, có ngày khoảng 40 người so với 6 đến 7 người của những năm trước. Lý giải điều này, đại diện Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, do thông tin vi phạm được cập nhật thường xuyên lên hệ thống tra cứu của Cục Cảnh sát Giao thông, nên nhiều tài xế đã chủ động xem, biết lỗi vi phạm và tự giác đến giải quyết. Ngoài ra, gần đây, Cảnh sát Giao thông tăng cường phối hợp với cơ quan đăng kiểm, gửi thông tin vi phạm của chủ xe đến cơ quan này, buộc tài xế vi phạm phải nộp phạt mới được đăng kiểm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về việc điều chỉnh bổ sung đề xuất dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Metro số 3A Bến Thành - Tân Kiên. Tuyến Metro Bến Thành - Tân Kiên sẽ có thêm một nhà ga trong giai đoạn 1. Theo đó, tuyến Metro số 3A với chiều dài toàn tuyến gần 20 km, có 17 nhà ga đi qua 8 quận, huyện và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.085 tỷ USD. Nguồn vốn thực hiện dự án do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Tuyến đường sắt đô thị 3A này sẽ kết nối với các tuyến Metro số 1, số 2 và số 4 tại ga Bến Thành. Tuyến đi dọc các đường Phạm Ngũ Lão, Cống Quỳnh, Hùng Vương, Hồng Bàn, Kinh Dương, quốc lộ 1A và kết thúc tại ga Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tuyến Metro 3A được coi là tuyến kéo dài của tuyến số 1 về phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án mới, giai đoạn 1, tuyến sẽ bắt đầu từ Bến Thành đến bến xe miền Tây với chiều dài 11 km gồm 11 ga. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 khoảng 2.061 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2031. Giai đoạn 2 sẽ kéo dài từ bến xe miền Tây đến Tân Kiên với 6 ga, tổng mức đầu tư là hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao về việc tổ chức các chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ giai đoạn ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021. Theo đó, tổng số chuyến bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đưa công dân Việt Nam về nước tại 7 cảng hàng không Việt Nam là 33 chuyến bay mỗi tuần. Hành khách chuyển tiền toàn bộ gói chi phí bắt buộc thông qua đơn vị tổ chức do hãng hàng không ký kết để xuất vé, đã bao gồm dịch vụ khách sạn cách ly, phương tiện mặt đất đón từ sân bay về khách sạn. Cụ thể, công dân thanh toán cho hãng hàng không chọn gói dịch vụ combo gồm tiền vé máy bay, chi phí cách ly 15 ngày, do ngày thứ 14 thì mới xét nghiệm lần cuối. Thời gian nhận kết quả thường vào ngày kế tiếp. Tại các khách sạn, do các địa phương tiếp nhận chuyến bay hoặc địa phương lân cận chỉ định, chi phí phương tiện mặt đất đón từ sân bay tới khách sạn cách ly, tiền ăn tiêu chuẩn 3 bữa một ngày, chi phí xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Các chi phí phát sinh khác nếu có, hành khách sẽ thanh toán tại khách sạn cách ly. Mỗi chuyến bay định hướng bố trí hành khách nhập cảnh lưu trú tại từ 2 đến 3 khách sạn để công tác giải tỏa hành khách được tập trung nhanh chóng. Ngày 30 tháng 11, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay, cơ quan này đã đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ bằng vốn ngân sách thay vì vốn xã hội hóa. Nguyên nhân là vì không có doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2023, là tuyến đường kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.271 tỷ đồng theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, gồm 500 tỷ đồng ngân sách trung ương, 10,7 tỷ đồng ngân sách địa phương, 2.760 tỷ đồng vốn doanh nghiệp và vay tín dụng. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối tháng 7 năm 2020 và tổ chức đấu thầu, song không có nhà đầu tư tham gia. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, dự án đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 70%, dự kiến hết năm 2020 sẽ hoàn thành.
Do vậy, nếu chuyển đổi sang sử dụng vốn đầu tư công với thủ tục rút ngắn hơn sẽ giúp dự án triển khai ngay trong năm nay. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích trốn, né trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài đặt tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe ô tô tải trọng lớn đi vào đường Quang Minh rồi ra tỉnh lộ 35 đoạn qua thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, khiến đoạn đường này luôn trong tình trạng mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân xung quanh khu vực. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Tỉnh lộ 35 huyện Mê Linh, dù là tuyến đường nhỏ, nhưng hàng ngày phải gánh chịu hàng ngàn lượt xe tải trọng lớn đi qua. Lý do là vì tuyến đường chỉ dài gần 3 km này giúp các tài xế né được trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài. Việc phải cõng xe quá tải khiến trước đây tỉnh lộ 35 bị xuống cấp rất nghiêm trọng. Hiện tại, tuyến đường đã được nâng cấp làm mới. Tuy nhiên, với tình trạng như thế này, chẳng mấy chốc thì tuyến đường sẽ lại lồi lõm, phủ bụi mịt mù như cũ. Cứ đêm đêm thì trong những giờ nghỉ là các xe đi qua lại đi nhiều, mà xe to. Thế thì còn về an ninh ở khu vực này thì nó cũng mất mát rất nhiều. Tình trạng là xe to đi rất nhiều cả ngày lẫn đêm. Xe to đi toàn trốn vé hết thôi. Mặc dù đầu đường đã được cắm biển cấm xe tải trên 10 tấn, nhưng các xe có trọng tải lớn vẫn vô tư lưu thông. Theo đội cảnh sát giao thông huyện Mê Linh, đơn vị có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường, thì tuyến đường mới được cắm mới một số biển báo bị cảnh báo giao thông. Thời gian trước, tình trạng phá hoại cột mốc biển báo giao thông của một số bộ phận lái xe đã diễn ra trong sự bất lực của người dân và chính quyền địa phương. Để hạn chế các phương tiện, đặc biệt là phương tiện tải trọng cao, là đi trên tuyến đường này thì đội giao thông cũng đã tham mưu cho ban giao thông huyện là khảo sát, cắm hệ thống biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến đường này. Tuy nhiên là khi các lực lượng chức năng đã cắm biển hạn chế tải trọng rồi thì chỉ được một thời gian rất ngắn là các lái xe và các chủ phương tiện là dùng cái sơn xịt cái biển báo hệ thống cấm tải trọng. Do vậy là cái công tác xử lý về mặt cơ sở để lực lượng giao thông xử lý nào rất là gặp nhiều khó khăn. Được biết, tình trạng này diễn ra khá lâu, khung giờ xe tải chạy qua để trốn trạm thu phí chủ yếu vào buổi trưa hoặc sau 11 giờ đêm, thời điểm lực lượng chức năng ít tăng cường quân số để tuần tra kiểm soát. Với cái tình hình lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên cái tuyến đường này là rất là đông, do vậy là cái tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất là cao. Đấy, để đảm bảo cái công tác phòng tránh tai nạn giao thông thì lực lượng giao thông cũng nâng cao công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh ở thị trấn và với các nhà máy khu công nghiệp là tuyên truyền cho người tham gia giao thông là ý thức khi tham gia giao thông. Và cái thứ hai nữa là lực lượng giao thông cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này để ngăn ngừa xử lý những trường hợp vi phạm. Thực trạng trên đòi hỏi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có các biện pháp phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo cuộc sống của người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, nói đi cũng phải nói lại, một trong những nguyên nhân khiến các lái xe đi vào tỉnh lộ 35 để trốn thu phí vì bức xúc việc cố tình chê ý thu phí của BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay của kênh truyền hình VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.